Rồi bây giờ mình sẽ tiến vô khu vực bãi giữ xe máy nha các bạn. Bây giờ là đông quá chừng rồi nè, giờ mình sẽ chen vô để mình giữ xe nha. Rồi, rồi các bạn xem nè, đông nghẹt luôn. Đó. Rồi, ở đây là mình đi ra phía trước cổng các bạn, cách vài trăm mét là mình gửi xe ở đây nè. Giờ gửi xe trong dãy nhà trọ này luôn, chứ mấy anh bảo vệ trong đó là khuyến khích mình đi ra ngoài gửi, chứ trong đó giờ đang bị quá đông rồi. Nó gửi ở ngoài là để dài nguyên dãy trọ, là hết chỗ mình để là xe mình là đem vô tuốt trong cái nhà của chủ nhà để luôn nè. Là chỗ nào mà nhét được nhét á. Còn bây giờ đi ra là mình đi ra cũng không được luôn nè. Còn ở phía trước là cái cổng của trường đua Đại Nam nè. Là bắt đầu chiều tối nay là mình sẽ giao lưu với cô Hằng ở trong đó ha. Còn giờ mình sẽ đi vô cái khu vui chơi nha. Mình vô khu vui chơi là mình sẽ quay toàn bộ phía trong cho các bạn xem nha. Rồi xin kính chào toàn thể quý cô, chú, anh chị, bà con, cô bác đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện giờ là mình đang có mặt tại quốc lộ 13, mình đang có mặt tại cổng của khu du lịch Đại Nam. Bữa nay là ngày 29 tháng 9. Bữa nay trong đây là sẽ có sự kiện là khu du lịch Đại Nam là sẽ miễn phí toàn bộ nha các bạn. Là trò chơi vườn thú với tắm biển là sẽ miễn phí hết, miễn phí vé cổng luôn. Là mình chỉ tốn tiền ăn uống thôi. Là bữa nay là mình sẽ vô đây mình quay toàn bộ khung cảnh trong đây cho quý cô chú anh chị bà con cô bác mình sẽ xem ha. Tối qua nhậu quá giờ khan tiếng luôn. Rồi chương trình hôm nay là ban ngày là mình sẽ đi quay người ta quyên góp trong những thùng từ thiện, với là mình sẽ đi quay những cái khu vui chơi đó, những cái hoạt động trong khu du lịch Đại Nam. Và giác chiều tối là mình sẽ quay mình sẽ qua khu vực trường đua đó, là mình sẽ quay để gặp gỡ cô Hằng nha. Rồi bây giờ là xin kính mời quý cô chú anh chị bà con cô bác theo chân mình để đi vô phía bên trong khu du lịch Đại Nam để mình cùng nhau tham quan nha. Rồi ok. Rồi giờ xe đông quá nha, giờ mình sẽ chạy vô nha. Rồi ngoài đầu này thì chạy nhanh đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến vào khu du lịch Đại Nam để mình tham quan cho các bạn. Đây là cổng khu du lịch đây. Đó, đây là người dân người ta vừa chạy vô cổng đây, người ta đậu ở phía trong nè. Chạy chậm thôi, chạy sát cái lề, chạy chậm lại. Đó là người ta ngừng ở đây, người ta chờ mấy người mà đi chung á. Đó đây là cái đường mà từ ngoài cổng mình chạy vô nè. Ở hai bên là sẽ có hai cái dãy tường thành đó. Từ đây mình chạy vô trong là sẽ cũng cả cây số hơn đó. Rồi đây là cái đường mà khi chúng ta chạy vô nè, chúng ta sẽ chạy vô hơn một cây số là mới tới được chỗ gửi xe nha. Đây, du khách giờ đang tiến vào phía bên trong khu du lịch Đại Nam đây. Là tình hình là bây giờ bị kẹt xe luôn rồi bà con ơi. Giờ là mình vô tới bãi giữ xe ở phía trong nè. Bây giờ đông quá chừng rồi. Đây là lượng du khách ở phía sau lưng của mình đây. Quá chừng đông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vô khu vực bãi giữ xe máy nha các bạn. Bây giờ là đông quá chừng rồi nè, giờ mình sẽ chen vô để mình giữ xe nha. Rồi, rồi các bạn xem nè, đông nghẹt luôn. Đó. Rồi trời ơi đông khủng khiếp luôn. Đó, đông quá chừng đông luôn rồi nè. Giờ chưa được 9 giờ sáng nữa mà đông vậy nè. Rồi bãi giữ xe ở phía trước mặt nhưng mà mình vẫn chưa vô được nha. Giờ đông quá chừng đông rồi. Hiện giờ là bãi gửi xe đã đông quá rồi. Mấy anh công an bảo vệ trong đây là khuyên tụi mình nên đi ra ngoài gửi xe nha. Tại trong đây giờ là vỡ trận rồi. Đó, mình bây giờ là mình với một số du khách này là sẽ đem xe ra ngoài để mình gửi nha. Ở đây là mình đi ra phía trước cổng các bạn, cách vài trăm mét là mình gửi xe đây nè. Giờ gửi xe trong dãy nhà trọ này luôn, chứ mấy anh bảo vệ trong đó là khuyến khích mình đi ra ngoài gửi, chứ trong đó giờ đang bị quá đông rồi. Nó gửi ở ngoài là để dài nguyên dãy trọ, là hết chỗ mình để là xe mình là đem vô tuốt trong cái nhà của chủ nhà để luôn nè. Là chỗ nào mà nhét được nhét á. Còn bây giờ đi ra là mình đi ra cũng không được luôn nè.
Rồi rồi rồi, đó giờ mình sẽ đi ra nha, mình sẽ bắt đầu mình tiến vô khu du lịch mình đi tham quan nha. Ở đây là khung cảnh ở ngoài đường đây. Giờ là mình sẽ đi bộ lại cổng khu du lịch và mình sẽ đi vô khu du lịch nha. Còn cái chiều mà cái chiều ở phía bên kia đường đây là giờ xe là xe nói dài luôn rồi. Xe hơi á giờ bị kẹt xe là nói dài luôn. Cái cổng này là cái cổng ở bên hông nha. Rồi đây là cái cổng ở phía bên hông đây. Xe mà chạy ngược chiều ra là trong đó là đông quá là phải chạy đi ra ngoài rửa giống như mình nè. Đó. Còn phía bên kia là người ta đang chạy vô nè. Ở cái bãi giữ xe máy lúc nãy mà thất thủ mình phải đi ra ngoài đây. Đó. Giờ mấy anh công an là chỉ xe máy đi ra ngoài gửi luôn rồi nè. Chứ giờ đông quá rồi. Trời ơi. Không có cho đi trong nữa. Còn ở phía trước là cái cổng của trường đua Đại Nam nè. Là bắt đầu chiều tối nay là mình sẽ giao lưu với cô Hằng ở trong đó ha. Còn giờ mình sẽ đi vô cái khu vui chơi nha. Mình vô khu vui chơi là mình sẽ quay toàn bộ phía trong cho các bạn xem nha. Nè, để mình quay lại cái bãi dưới xe một lần nữa cho các bạn xem. Vỡ trận thiệt rồi. Đứng xếp hàng dài sọc luôn. Quá đông luôn các bạn ơi. Đây là cái chỗ này là du khách đi xe máy là sẽ bắt đầu gửi các bạn. Gửi là bắt đầu ghi vé đây xong rồi sẽ chạy vô tuốt trong để mình để xe. Là cái bãi giữ xe là còn rộng lắm. Nhưng mà là do bị ùn ứ ngay chỗ mà chờ để vô giữ xe nè. Giờ cả ngàn chiếc xe đang chờ ở đây nè. Rồi đây là cái đường đi vô cái cổng này các bạn. Giờ mình với du khách ở đây sẽ đi bộ vô nha. Đó, còn hướng này là nhìn ra cái hướng ngoài cổng mình vô nè. Trời ơi giờ quá chừng luôn. Đây giờ mình đi tới cái cổng chào thứ hai rồi đây. Đó. Còn bên đây là chỗ bãi giữ xe khách đây. Trời ơi đông quá chừng đông luôn rồi. Đó, trong đây nè. Giờ mới có hơn 8 giờ sáng thôi. Mình đón khoảng chừng 1-2 tiếng nữa là du khách sẽ đổ về đông hơn nữa. Chỗ này là cái siêu thị 24 giờ nè, với bán quà lưu niệm đây. Đó. Xe hơi là mình sẽ đi vô mình gửi phía trong đây nè. Ai đi sớm là sẽ được gửi ở trong mát nha. Và ai đi trễ là sẽ để xe ở phía ngoài. Xe máy là cũng vậy luôn. Đó. Phía bên phải mình là mình sẽ tiến vô khu vực quảng trường nha. Còn giờ mình sẽ lại đây để mình đi xe điện. Mình đi xe điện là không có tốn tiền. Mình sẽ đi xe điện miễn phí vô nha. Đây, đây phản cái quảng trường ở phía trước để các bạn ở phía sau cái tháp cờ, cái trụ cờ ở phía sau cái bức tường thành đó. Đó là vô trong đó đó. Đi xe điện này các bạn, xe điện chở khách vô quá chừng nè. Bình thường là mình phải mua vé, còn giờ là đi miễn phí hết. Toàn bộ miễn phí hết, chỉ có ăn uống là mới tốn tiền thôi. Ăn uống với ở khách sạn là mới tốn tiền thôi, còn toàn bộ là đều miễn phí hết. Đó, bây giờ là sẽ có một chiếc xe điện lại và du khách sẽ lên chưa lên chậm là hết chỗ. Thôi là sao rồi. Đó, rồi hết chỗ liền luôn nè. Đó. Bây giờ là ở đây có một chiếc đây. Đây có một chiếc đây. Rồi bây giờ là du khách sẽ bắt đầu lên. Rồi lên. Rồi xuống đi, xuống đi. Đông quá các bạn ơi. Thôi mình để mình nhường cho người ta đi trước đi ha. Đây ở phía sau có một chiếc nữa đây. Giờ mình sẽ lên. Rồi lên luôn chị ơi. Sao kìa, đúng. Ở đây hả? Trong. Rồi, lên được xe điện rồi. Còn ngồi ở đây còn chở không? Ở đây gái lên ngang, còn trai xuống ngang. Rồi bây giờ chuyến xe điện của mình sẽ bắt đầu di chuyển nha. Là bữa nay nên Đại Nam hay đông nên mình lên xe nó lập chụp lắm. Đó, xe điện mình kéo theo máy to nè. Chứ mình đi vô tới trong quảng trường ở trong là nó xa lắm. Có xe điện đi thì đỡ. Rồi quá chừng đông luôn. Kẹt xe luôn. Đây là cái xe khách của cái trung tâm ngoại ngữ nè. À, trung tâm ngoại ngữ này bữa nay tổ chức đi chơi đây nè. Đó, giờ du khách ở phía ngoài đổ vô tiếp đây. Đó. Ở đây mình đi bộ vô nè, mình đi bộ vô quảng trường mình đi đường đó. Còn giờ mình sẽ đi xe điện nha, mình trải nghiệm xe điện. Tại bữa nay mấy dịch vụ này nó miễn phí á, nên mình sẽ trải nghiệm thử. Đó, xe hơi các bạn, xe hơi giờ để cặp cặp ngoài luôn. Giờ có chỗ nào trống thì sẽ để nha. Đó.
Đó, đây là cái tháp cờ đây. Rồi, ở phía bên trong Đại Nam rất là rộng lớn nha. Giờ mình sẽ quay cái góc phía trên cao cho các bạn xem cho nó dễ hơn ha. Đó, giờ mình chạy vô đây. Đó, ở phía trong đây. Đó, đẹp ghê chưa? Đại Nam quá đẹp luôn. Rồi bây giờ là xe điện sẽ chở mình đi phía bên này nha. Giờ xe điện nói đuôi nhau đi đòn đòn đã vui ghê. Ủa tới chỗ rồi hả gì nè? À, chưa còn trong nữa. Tại đang bị đông quá đó. Rồi chúng ta sắp vào tới khu vực quảng trường rồi nha. Đó. Đây, xe điện sẽ thả chúng ta phía trước đi nha. Rồi, đây có một cái hồ nước khổng lồ luôn, rất là đẹp luôn. Đại Nam đẹp quá, quý bà con, cô chú, anh chị ơi. Đây là dài dài ở phía sau đây. Đó, nguyên đoàn xe điện dài tút phía sau luôn. Rồi, chuyến xe điện dắt mình, đi chở mình đi vô tới đây, tới khu vực quảng trường rồi nè. Giờ mình sẽ đi vô phía trong nha. Rồi, trong đây xây cát đẹp quá chừng luôn. Đó. Trên đây cao nè, giờ mình sẽ lên đây là mình quay xuống ha. Rồi mình bắt đầu mình đi qua cái cây cầu nha. Ở phía giữa cầu là có ba tượng của ông Phúc Lộc Thọ. Rồi ở trong đây nè các bạn, trong đây mát rồi nè. Giờ vô đây mình được cái không khí mát rồi đây. Rồi ở đây bà con cô bác đang ăn uống nè. Rồi mình sẽ lại ra mình quay xuống phía dưới. Đó. Ở đây giống như là một cái hồ nước nhân tạo á, có mấy cái đảo ở giữa nè. Đó, nhìn đẹp ghê. Hồ ở đây mát ghê luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vô cái cổng rất là lớn luôn. Cái cổng lớn này để chữ là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Trời ơi, quá chừng bự luôn. Cổng rộng khổng lồ luôn. Nè ở phía bên phải mình là cũng là hồ nước đây. Hồ nước nhân tạo có mấy cái đảo nè. Đó. Hồi năm 2009 đó, mình đi cách đây 15 năm đó, là dưới đây là có mấy con cá trê bự khổng lồ luôn. Mà giờ chắc anh ta bắt hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến vào phía trong tiếp ha. Trời ơi, cái cổng này bự. Cổng này bự hết hồn luôn. Cổng được sơn màu vàng ha. Nhìn giống như là mạ vàng á. Rồi. Văn phong rạng rỡ Trung Nam Bắc. Hiến thái huy hoàng thiên địa nhân. Rồi. Ở trong đây giống như là bằng gỗ hay gì nè. À mà bằng gỗ, cái cửa đó. Cái cửa được làm bằng gỗ. Nè, cái cửa làm bằng gỗ nè. Ở phải gỗ không ta? À gỗ, cái cửa là bằng gỗ luôn. Chỗ này làm bằng kim loại nè. Rồi đây các bạn, đây là những chiếc thùng quyên góp tiền từ thiện cho bà con đồng bào bị bão số 3 nha, bão Gia Ghi. Ở trên cái thùng tiền là có ghi thông tin đầy đủ hết luôn nha. Đó. Giờ bà con mình tới đây là ủng hộ là mình sẽ bỏ tiền vô đây. Và tối nay là sẽ có cơ quan chức năng lại là công khai mình mở cái những thùng tiền này ra. Đó. Bây giờ là còn sáng sớm có bà con vô chưa có đông đó. Nên trong những thùng tiền này là chưa có nhiều tiền lắm. Đó. Để giờ mình quay rồi, tối nay mình sẽ quay tiếp cái cảnh mà tối nay khu những thùng tiền rồi thống kê có bao nhiêu tiền cho các bạn xem ha. À, bên đây là du khách đang cho cá ăn đây. Cá chép nè, cá chép với cá rô phi rồi. À, bên đây có một tượng Phật. Này hình như là tượng Phật Di Lạc đây. Rồi. Bên đây nghe linh thiêng ha. Toàn bộ được sơn màu vàng các bạn, nên nhìn nó rất là tôn nghiêm luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng đường này để mình đi vô trong cái chánh điện nha. Này đi vô phía trong nè. Không biết ở trong này có cho quay phim không ta. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên những cái bậc thang này rất là cao luôn nè. Ôi ôi. Mấy nấc thang cao quá. Rồi vô đây là mình sẽ phía trong là không cho chụp hình với quay phim. Phía trong là sẽ không cho chụp hình quay phim, là mình không có vô trong được. Là mình chỉ đứng ở phía ngoài thôi. Anh có vô không? Dạ có. Đó, giờ phía trong đây là không cho quay phim với chụp hình rồi. Nên mình sẽ không vô được nha. Trong đây là rất là rộng luôn. Ở đây là bà con cô bác du khách đang mang những cái đôi dớ á. Đôi dớ để mình vô trong chánh điện cho nó đừng có bị dơ đó. Đừng có dơ cái khu vực trong chánh điện đó. Nè, đây là những cái đôi dớ, những cái thùng dớ nè. Giờ mình vô trong quay không được thì mình đứng ở ngoài mình quay chút xíu cho các bạn xem ha. Đứng ở đây mình quay một vòng thôi là mình sẽ đi cái khu vực khác. Bây giờ trong đây là người ta không cho mình quay rồi. Trong đây rất là rộng. Trên trần nè. Đây là thuộc dạng khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm của Đại Nam luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau chánh điện nha các bạn. Mình đi ra phía sau chánh điện để mình tham quan cái khu vực mà núi Ngũ Hành Sơn đây. Còn đây là ở phía bên hông của chánh điện nè. Rồi, quá trần bự luôn. Lớn rộng ghê luôn. Rồi bây giờ mình tới núi Ngũ Hành Sơn đây. Trời ơi cao ghê ha. Đây đây đây, mình sẽ đếm đủ 5 ngọn núi cho các bạn xem ha. Đây bên đây qua thấy không? 1 ngọn nè, 2 ngọn nè. 3 ngọn nè. 4 ngọn nè. Còn bên kia là ngọn thứ 5 đây. Đó. Để mình lại đây coi coi. Phía dưới đây hình như dưới đây là một cái hồ nước á. Đúng rồi. Hồ nước đây, hồ nước ở phía dưới đây. Trong núi Ngũ Hành Sơn này là có những đàn yến nó vô nó ở á. Đất lành chim đậu đàn yến quy về núi Ngũ Hành, duyên trời nợ biển ăn ước trăm anh gì đó. Dài quá. Đó, bên đó là mình có thể đi vô phía trong núi mình tham quan được á, là cách đây mười mấy năm trước á, năm 2009 là mình có đi vô được á, còn không biết bây giờ là người ta có vô không. Nó bên đó có đường đi vô kìa. Đây các bạn, đây là cái chánh điện đây. Đó. Chánh điện đây, còn cái núi Ngũ Hành Sơn là ở phía sau cái chánh điện nha. Đó là núi đây. Ngày xưa mình đi là năm 2009 là mình đi trên chánh điện là ở dưới đây nè, là người ta còn đang cắt gạch. Tại cắt gạch người ta đang lót, người ta lót chưa xong á. Đoạn này là người ta xong lâu rồi. Đó, khu vực chánh điện rộng lớn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp qua những khu vực khác mình tham quan ha. Đây là cái lối đi ở trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam nè, để mình di chuyển từ cái khu vực này qua khu vực khác á. Đó, lối đi sạch đẹp mát mẻ luôn. Đây là cái lối mình đi vô những khu vực khác đây. Đó. Cái lối được đi trong đây là được lập tôn luôn. Lập tôn thứ nhất là để đi cho nó mát á. Thứ hai là trên là gắn những tấm pin năng lượng mặt trời ở phía trên nắp tôn này nè, để sử dụng điện của điện năng lượng mặt trời đó. Bây giờ là mình đang bị lạc hướng, mình không biết đi hướng nào để qua những cái khu vui chơi khác đây. Tại hướng này mình thấy đi cũng đi đông nè, hướng bên kia cũng đi đông quá chừng kìa. Nhưng mà thôi để mình đi cái hướng này đi ha. Trong đây sẵn mình đứng đây rồi là mình đi hướng này luôn. Để coi là mình sẽ vô cái khu vực nào khác đây. Bây giờ là khoảng 9 giờ các bạn. Các bạn nhìn ở phía ngoài cổng người ta đi vô nè. Du khách ngoài cổng đi vô đây. Đó, để mình zoom gần cho các bạn xem. Trời ơi. Quá chừng luôn. Ui một thảm người. Trời ơi. Đó là giờ còn sớm là giờ du khách đang bị ủng ứ cái vụ kẹt xe ở ngoài đó. Khi mà người ta gửi xe xong rồi những du khách tới đây sau là người ta sẽ đi vô nữa là sẽ đông như vậy nè. Đó. Trời ơi.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi cái đoạn tiếp theo ở dưới cái mái che nè, để mình đi qua khu vực biển với vườn thú nè. Rồi càng ngày là quý du khách đến với khu du lịch Đại Nam càng đông hơn nha các bạn. Đó, bây giờ là du khách đang tiến về khu vực tắm biển với tham quan vườn thú đây. Tất cả đều miễn phí hết. Quá rồi, đông quá rồi các bạn ơi. Rồi mình tới khu vực biển Đại Nam đây. Đó. Welcome to Đại Nam Beach. Đó, biển. Nếu như mình đi tắm biển Đại Nam thì mình đi vô đường đó ha. Đó. Đi vô cổng nè. Để giờ mình lại hơn cổng mình qua cho các bạn xem ha. Rồi đây các bạn, đó. Đây là cái cổng mình vô khu vực tắm biển đây. Giờ mình sẽ đi vô trong khu vực này mình quay cụ thể hơn ha. Xong rồi mình sẽ qua những cái khu khác mình đi quay tiếp. Đây ở ngay đây cũng có cái thùng quyên góp đây. Thùng quyên góp tối nay là sẽ khui với thống kê ra được bao nhiêu đó. Ở bên đây là có phòng gửi đồ đây. Ở trong đó để bản phòng gửi đồ mình, vô đó mình gửi đồ, những cái tư trang của đồ mình á. Xong rồi mình sẽ thay đồ mình ra mình tắm biển. Bên đây là có chỗ mà bán áo phao với lại bán đồ tắm biển nè, với áo tắm biển, quần tắm biển á. Mình lại đây mình mua nè, có súng nước ở này kia kìa. Đó, mình mua rồi mình sẽ thay đồ xong mình vô khu vực biển nè. Rồi đây là giờ mình tới khu vực biển rồi đây. Rồi quá đông luôn quý cô chú anh chị bà con cô bác ơi. Quá đông mà quá nắng luôn nè. Rồi đây để mình đi lại đây mình đứng nha anh nè. Trời ơi coi nè, coi du khách tắm nè. Đó với ngồi ở phía trong đây nè. Trời ơi quá chừng đông luôn. Đây là cái khúc này rất là cạn cho trẻ em tắm. Bên đây cũng vậy nè. Đó. Quá trời du khách luôn. Rồi. Có trong khúc trong đây mát nè. Đây là du khách đang ngồi nghỉ ngơi với ăn uống đó. Trong đây là cái trong cái vườn dừa với vườn cỏ. Đó, bên đây có cái cầu tuột nè, cái cầu tuột nước nè. Đó là mình sẽ đi bộ lên cái cầu thang đó, rồi mình lên tuốt trên xong rồi mình sẽ tuột xuống. Tuột xuống đùng đùng luôn. Rồi trong đây là gì đây? Một tòa tháp. À tháp trong đây để mình leo lên á. Mình leo lên rồi mình tuột trong những cái đường ống này nè. Đó. Tuột vòng vòng xong mình tuột xuống biển. Đó, mình đi là mình leo lên cái tòa tháp, cái tòa thành đó, xong rồi sẽ trượt xuống cái đường ống này. Đó. Người ta leo lên cầu thang, người ta đứng ta chờ ở trên đó kìa. Chờ tới lượt tuột á. Đó, tuột xong rồi cái tuột xuống biển đây. Đó, đây là biển nhân tạo. Trời ơi, quá chừng tắm luôn, bữa nay giờ đen hết luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra nha. Giờ mình quay ra rồi mình đi qua bên cái khu vườn thú mình tham quan ở bên đó đi. À, quá chừng đông rồi, càng ngày càng đông. Tại du khách ở phía ngoài đổ vô đó, càng ngày là càng đông hơn. Gần ngay chỗ cái bãi biển này các bạn là có hai cái nhà hàng nha. Bên đây một cái với phía bên kia một cái, phía bên trái một cái á, ngay chỗ đầu đường vô vô tầm biển á, nó biển ở phía sau quán á. Đây là bán cơm nè, cơm canh chua cá kho tộ, cơm phần dĩa hộp. Với bên đây đang nướng gà nè, nướng gà với nướng sườn. Rồi bây giờ là mình cái đường này là có hai bên cây cọ, hai bên á, đường này là mình sẽ đi qua bên vườn thú nha. Thì mình cứ mang theo cái đường này là mình sẽ đến vườn thú. Bữa nay toàn bộ là miễn phí hết bởi vì khách tham quan tới đây rất là đông luôn. Rồi bây giờ mình tới trước cổng khu vực vườn thú đây. Đó, giờ du khách đang đi vô hướng cổng vườn thú là đi ở phía bên đó đó. Còn ở phía trước là
có tượng có mấy con thú thôi. Anh để đi vô đây cho mát ấy. À bên đây có tượng rắn, tượng rồng, tượng mèo nè. À là tượng 12 con giáp á. Rồi. Quá nắng các bạn ơi. Giờ khoảng 10 giờ thôi mà nắng. Đây là đường đi vô cổng vườn thú nè, nhưng mà giờ mình khoan vô hết, mình qua đây mình mua nước mình uống cái mình khát nước quá. Nè trong đây có chỗ bán nước nè. Đó. Rồi, đây là cổng vườn bách thú Đại Nam, Đại Nam Zoo. Ở bên đó là bán đồ ăn đó các bạn. Bên đó có một cái quán ăn ha. Còn đây là trong đây là bình thường là cái quầy bán vé đó, nhưng mà bữa nay là được miễn phí á, nên mình sẽ không cần phải mua vé ha. Ở trong đây bán mì ly cũng nhiều nè, mì ly với nước ngọt á. Những cái quầy bán nước tự động á. Đó, chỗ này là bình thường là quầy bán vé đây. Giờ mình sẽ đi hướng này để mình vô trong vườn thú ha. Đi đường này vô. Do khu vực phía trong đây nó rộng các bạn, những cái khu vực vui chơi trong đây nó rộng á, nên tuy người dân đi đông á, du khách đi đông, nhưng mà diện tích rộng nên chia ra chúng ta không có cần phải chen lấn ha. Đây là khu vực đi vô vườn thú nè. Ở bên đây cũng mát kìa ha. Bây giờ mình sẽ đi cái lối trong đây đi, trong đây có cái mái che này cho mát. Đây là du khách đang ngồi trên những cái thảm cỏ nhân tạo để ăn uống để nghỉ ngơi đó. Còn bên đây là vườn thú ở phía bên đây. Bên đây là cái chỗ mà người ta tham quan khu câu cổ nè. Đó, giờ người ta leo lên cái nhà sàn cao này để người ta tham quan khu câu cổ đây. À, bên đây là cái chuồng gà Tây. Chuồng gà Tây với chuồng vịt nè. Kia là ngựa vằn nè các bạn. Đó, bên đó là ngựa vằn. Còn đây ở cái vườn bồ câu hả cái gì ta? À, đâu con công. À, vườn công nè. À, đây là cái con công nè. Hình như này là con công mái hay sao nè, nó không có xòe đuôi. À, với có đà điểu ở tuốt phía kia đó kìa. Đó, phía tuốt phía kia có mấy con đà điểu kìa. Đi vô khu vực vườn thú các bạn, có nhiều cây xanh nên mát lắm. À, ở đây có trò chơi dân gian trúng thưởng. Bắn súng nè, mình vô đây mình có thể giải trí bằng cách mình chơi trò chơi bắn súng nè, bắn mấy cái bong bóng á. Với bên kia có thải băng nữa kìa. À, giờ du khách sẽ bắn những cái bong bóng ha. Đó, giờ bắt đầu bắn nào, một cái trúng. Đó, giờ mấy anh với mấy chú đang bắn súng hơi, một cái trúng ha, trật. Giờ có cơm rồi để bơm. À, đây là khu vực hà mã với cá sấu quả tiễn. Giờ đây đầu hà mã đâu để mình vô mình xem ha. Đây hả, đầu hà mã đó đâu ta? À, nó nằm kìa. Đó, đây hà mã nó nằm nó nghỉ ngơi ở tuốt phía trong kìa, nó đâu có đi ra để cho mình thấy đâu. Đây là khu vực hà mã đây. Đó, nó nằm như con heo à. Còn bên đây là khu vực nuôi cá sấu hỏa tiễn đây, cá sấu hỏa tiễn. Để mình vô. Đây là cá sấu. À đây hả? Cá sấu hỏa tiễn hả? Chắc nó bơi đi vô trong hay gì mình không thấy. Để mình đi vô trong mình xem đi. Ở đây đi vô cái hang động nè. Chắc bên đây xem. À, đây là mình đi xuống dưới cái hồ. Đó, mình đi vô mình nhìn bên hông kiến được nè. Vô đây đông quá chừng. Vô đây mát quá ha. Vô đây nó kín trong đây nè, cách nhiệt. À, nó hồi nãy mình nhìn trên mình đâu thấy đâu. Khoan để đi kiếm nó coi. Đâu rồi? Để kiếm nó thấy là mình quay. Đây, cá sấu quả tiễn đây, hai con mập ú ụ luôn.
đây cặp, trong kia con, đây con nè. Du khách sẽ xuống đây mình nhìn, mình nhìn ở dưới nước được, còn nãy phía trên mặt mình không thấy được. Sao gì thì cá sấu quả tiễn là loại đó, cái loại đó cái da nó cứng lắm. Ở bên đây có trò chơi bắn cung nữa nè, để mình qua đây mình tham quan bên chỗ bắn cung cái nha. Ở đây giờ người ta sẽ bắn vào mấy cái tấm bia ở phía ngoài nè. Mình cúng nhé, con sống đồ to vậy đó, con mình lấy phải ba viên mình muốn. Đây của ta chứ con, bán xong cho mượn luôn. 6 điểm. Rồi, xin ra ngoài. Đây có tấm bảng để chữ gấu chó nè. Rồi để mình đi vô đây mình xem gấu chó ha. À con gấu chó kìa. Trời, phải đồ ăn mà hết hồn. Trời, con bên đây nó bự hơn ha. Con này nó bự hơn người ta luôn. Ngủ à. Bên đây là con bò này các bạn. Con bò với lại con đa điểu. Bò bô. Bên đây có con gấu đang bơi nè. Bơi tắm giặt trưa. Đó. Bên đây là khu vực giao bay nè. Đó. Đứng im mà ta. Này giấc trưa, trưa nó ngủ hay gì vậy? Đứng im re à? Ủa bên đây cái con gì mà người ta phải leo lên trên để ta coi, cọp hả? À cọp, cọp, cọp. Bên đây là cái chuồng cọp nè. Ôi chuồng cọp bên đây làm kỹ quá, sợ cọp nó ra đó. Trời ơi. Chuồng cọp là người ta leo lên trên để người ta xem nè. Đó, đây chuồng cọp đây. Nó nằm nó ngủ ở trong kìa. Nằm nó ngủ thuốc trong nè. Mấy cặp này nhìn cũng nhỏ chứ không bự ha. Giờ mình leo đổng ăn, nó ăn thịt mình rồi. Tao giặt chết mình luôn. Có một con, hai con. Bên đây con nữa, ba con nè. Còn bên đây là con báo đây. Con báo hay con beo mình cũng không biết nữa. Mình không có phân biệt được. À báo hoa mai. Bên đây là báo hoa mai. Ờ bên đây có con cọp bự ghê nè. Ủa con cọp bên đây bự khủng luôn. Đó nè. Bự ghê không? Giờ đi qua lại, đi qua lại. Cái này con này chắc, con này chắc mấy trăm ký á. Này với ẩm già rồi. Còn chưa đâu, nanh nó chưa ấy mà. Nó lại nhổ nanh ta. Ở phía trước này mình thấy có khu vực massage cá đây. Massage cá này mình sẽ cởi giày dép ra, cởi vớ ra rồi mình sẽ đưa chân xuống. Đưa chân xuống cho cá nó rỉa chân mình để nó ăn những cái tế bào chết á, nó sẽ gây cảm giác nhột nhột với thư giãn đó. Nó cho cá nó rỉa. Cái này hồi đó mình có massage bằng cá một lần rồi, nhột nhột. Đó, bù lại rỉa. Đó, người ta ngồi cho cá massage dài 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 nè. Ngồi có ghế dựa được sẵn luôn, sướng lắm.
những cái chuồng mà nuôi thú nằm dài 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 đó. Còn chuồng mình đây là chuồng sư tử trắng đây. Giả gì đó. Rồi nó ngồi nó nghỉ trưa. Nghỉ trưa tuốt trong rồi. Giả gì á, đâu có động đậy đâu. Còn giờ vô trong đây là trong đây chim cò gì trong đây nè. Để giờ mình đi vô. À con công. Con công ha. À bên đây có đường để mình đi nè, có cái hành lang để mình đi nè. Đó, để cho mình xem ở phía ngoài được nè. Nó với phía bên đây nữa nè. Đây cái con gì mà người ta đứng gần nè. Con gì á Phát? Cọp hả? Cọp này. À cọp nó nằm ở đây nè. À ở đây là con cọp trắng nè. Cái cọp bông. Đây cọp trắng đây để mình quay vô trong. Giờ trưa nằm nó ngủ trưa rồi. Bự ha. Nó bự như con bò luôn á. À bên đây là chuồng cá sấu. Đây cá sấu con cũng nhỏ ha chứ không bự ha. Đây là du khách giờ hiện giờ là giữa trưa rồi các bạn ơi. Mà lượng du khách vẫn rất đông luôn. À bên đây có gì á? Con hà mã. Ủa con tê giác. Thấy người ta leo lên người ta coi con tê giác nè. Cấm chọc phá thú. À, đông quá mình vô không được. À, bên đây là chuồng con tê giác, người ta lên người ta đụng nó kìa. Đó, người ta nựng nó kìa. Sao nó hiền quá ha. À, con này chắc cả tấn hết trời. Tấn hết ta. Ồ nhìn nó bự, nhìn nó chắc thịt ghê luôn. Đó, người ta leo lên người ta rời đầu nó. Đó, khúc này mấy con vật nhỏ như này trong chuồng nhỏ nè. Gà tre luôn. Gà tre nè. Trong đây nó nhiều con lắm, mình không có quay hết được. Mình quay những cái con mà đặc trưng, mấy con đã lạ thôi chứ mình quay hết là chắc clip này dài sọc luôn á. Đây du khách đi quá trình đông nè. Đây là con khỉ mặt đỏ. Ê đừng chọt nó cưng. Đó. Cá chị ơi. Nằm luôn nó dính. Chị? Mắt ngay kìa. Nó dí vậy. Chọc nó dí á. Bên đây là con gà Indo đây. Trời ơi, gà đen thui luôn. Mọng cũng đen nữa. Nhìn nó giống y như gà ha. Ở đây là con gà sư tử hả? À là cái lông trên đầu nó bờm lên đúng không? Cái lông trên đầu nó bờm lên giống như cái bờm sư tử á. Người ta kêu bằng gà sư tử. Bên đây hình như là cái chuồng của Linh Dương hay gì nè. Đó. Linh Dương hay Sơn Dương kìa nè. Nó đứng xa quá mình quay không được. Vậy này có mấy cái con cò gì nó đứng yên. Đứng yên giống như là cái bức tượng vậy đó. Đó. Nó cục kệ cái đầu mình mới biết nha chứ không nó đứng yên luôn. Ê, cái màu của nó giống như cái màu là mình sẽ mang mình sơn lên hang Phát. Nhìn y chang giả luôn á, nó đứng yên là không biết luôn á. Giờ là không biết nãy giờ em không biết luôn á. Không biết luôn á. Cục qua kệ á. Hay thiệt. Nó đứng con giò màu à. Ừ. Đó, giờ bà con mình đi tham quan mệt là sẽ ngồi trên những cái nhà mát này nè. Những cái không gian của quán nước nè để ngồi để nghỉ mệt. Cái vườn thú còn dài các bạn, dài tuốt phía bên kia lận kìa. Mình không có quay hết được, nó nhiều quá. Quay chi tiết hết từng con chắc tới sáng mai luôn. Còn đây là nhà vệ sinh đây. Mình đi tham quan cái mình vô mình đi nhà vệ sinh trong đây. Còn bên đây là con heo rừng nè. Quá chừng. Đó, heo rừng kìa. Để mình thu gần nữa. Đó, mấy em heo rừng nè. Ở trên cây có mấy con dượng ấy, khỉ hay con dượng nè. Đó, nó chạy kìa, nó phóng nè. Đó, chiền cành kìa. Ôi.
hay ghê. Ủa trong đây có con gì nè, để vô tham quan. Con le le hả? À le le có chút xíu nằm bên kia kìa. Trời ơi, mấy con này mà nướng muối ớt là hết bài luôn á. Này chắc le le giống gì quý hay sao? Cái khu vực vườn thú bên đây các bạn, là khu vườn thú là nó mát nhất luôn. Tại vì nó có nhiều cây xanh đó. Có nhiều cây xanh với nhiều khu vực có mái che, nên mình đi tham quan ở bên khu vực vườn thú rất là mát luôn, À cái gì? Khu nuôi thú nhỏ. Giờ mình sẽ đi vô cái khu thú nhỏ này để mình xem trong đây coi có con gì. Đây, đi hướng bên phải đi. Bên đây là con đại bàng. Đâu à? Anh đậu tuốt trên hả? À, đậu tuốt trên kìa. Xa quá, nó khó thấy quá. Xa quá. Bên đây là mèo rừng mà nó xa quá, khó thấy quá. Cái khu vực nuôi thú nhỏ trong đây nè là cũng được mát lắm. Mình coi nó sẽ được gần hơn. Nhưng mà bị cái là nó mấy con thú nó nhỏ quá, mình khó quay lắm. Ủa con gà gì mà cái lông mọc tới dưới bàn chân luôn á. Nè là đi dài vô tuốt trong đây nè. Có nhiều con thú gặm nhấm rồi này kia lắm. Thôi giờ mình quanh ra khỏi khu vực cái khu nuôi thú nhỏ ha. Có mấy thú nhỏ để trong lồng kiến. Mình quay trong đây nó thú nó nhỏ quá nên nó cũng hơi khó quay nên mà mình đi ra. Chứ đây nhiều con lắm, có rùa, có mấy con dượng, mấy con gà rồi bên kia nhiều lắm. Rắn nữa. Dài các bạn, dài thuốc bên kia luôn kìa. Nó dài thuốc bên kia luôn đó, người ta đi coi á. Rồi. Và tuốt trỏng luôn. Bên đây là khu vực chim nè các bạn. Quá trời chim nè. Đó, khu vực này, cái đoạn này mát ghê. Dài nè các bạn, cái vườn thú dài đi hoài nãy giờ. Giờ trưa luôn hả? Đi quay, đi dài nè. Giờ là mình đang đi ngược hướng với du khách nè. Rồi từ sớm giờ mình quay cho các bạn xem cái khung cảnh ngoài đường mà rồi vô tới trong khu vui chơi trong đây á. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Có gì chiều nay mình sẽ đi qua khu trường đua rồi mình lúc mà quay giao lưu với cô Hằng á rồi mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Còn giờ là mấy anh em mình đi ăn trưa đi. Chứ giờ đói bụng quá chừng rồi. Rồi chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Ủa bên đó con gì người ta coi quá chừng. À con công lúc nãy mình vô á. Rồi thôi xin chào tạm biệt các bạn nha.